xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây, xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. Fan quyết đòi lại công bằng sau clip Jennie có biểu hiện như sắp khóc trên livestream. Hiện tại từ khóa, Jennie xứng đáng được đối xử tốt hơn, leo lên top trên toàn thế giới suốt gần chục tiếng đồng hồ. Đông đảo fan toàn cầu đang cùng nhau đòi lại công bằng cho Jennie Blackpink. Sau khi video nữ idol có biểu hiện như sắp khóc, méo máu, thở dài trên livestream cho chương trình ở Indonesia xuất hiện. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ việc Jennie đọc phải loạt bình luận ác ý, kéo đến khi Blackpink xem ý kiến của fan. Mặc dù được Ro động viên bằng một vài bình luận tích cực, nhưng Jennie vẫn không thể hết buồn. Ngoài ra, fan cũng khẳng định rằng MC gần như là tịch nữ idol trong suốt buổi livestream. Fan đau lòng khi thấy Jennie buồn bã. Nhìn vào video tôi thấy buồn quá, cô ấy như sắp vỡ òa đến nơi. Tôi muốn an ủi cô ấy. Tưởng tượng bạn đọc phải bình luận ở một sự kiện đáng lẽ ra dành cho toàn bộ fan của bạn, có đau lòng không cơ chứ?